Trong những ngày cuối thai kỳ đang chờ đợi bé yêu, giữa ốm bao lâu thì sinh? Chắc chắn là thắc mắc của không ít mẹ bầu. Giữa ốm là một trong những dấu hiệu sắp sinh dễ nhận thấy nhất. Vậy làm thế nào để nhận biết giữa ốm và giữa ốm bao lâu thì sinh? Làm thế nào để nhận biết giữa ốm? Khi giữa ốm, dịch ốm sẽ thoát qua âm đạo và chảy ra đáy quần của các mẹ bầu. Nhiều người hay nhầm giữa ốm và sóng tiểu, nhưng thực ra nước ốm thì không có mùi. Thêm vào đó, giữa nước ốm thường tới cùng các cơn gò tử cung gây đau bụng. Chỉ lượng ít bà bầu giữa ốm mà không đau bụng, nên các mẹ cần chú ý phân biệt giữa ốm và sóng tiểu để vào viện kịp thời. Vì khi ốm giữa, môi trường sống an toàn của bé đã không còn, để cạn ốm có thể gây khó khăn cho việc sinh nở và thậm chí đi kèm cả những rủi ro khi sinh. Khi nước ốm giữa ra có màu xanh lá hay nâu, mẹ nên đến bệnh viện kiểm tra ngay vì đây có thể là một số dấu hiệu viêm nhiễm. Giữa ốm có thể đi kèm với con co thắt, án minh họa. Thông thường một ca chuyển dạ sẽ diễn ra qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu gồm có 3 kỳ: kỳ ban đầu, giữa ốm và co thắt tử cung mạnh. Qua mỗi kỳ, cổ tử cung của bạn lại mở rộng thêm ra cho đến khi mở được 10 cm. Giai đoạn thứ hai của cơn chuyển dạ là giai đoạn rạn đẻ, là lúc bạn thực sự đưa bé ra bên ngoài cơ thể, và giai đoạn thứ ba là khi bạn sổ nhau thai. Giữa ốm thường diễn ra trong giai đoạn 2, nghĩa là từ 12-24 giờ trước khi sinh. Tuy nhiên nhiều người lên bàn sinh rồi vẫn chưa giữa ốm và bác sĩ sẽ thực hiện thủ thuật bấm ốm. Có không ít mẹ bầu lên bàn sinh vẫn chưa giữa ốm. Án minh họa. Ngoài ra, mẹ bầu cũng có thể bị giữa ốm nông vì những nguyên nhân sau: chấn thương từ tác động bên ngoài như té ngã hay giao hợp quá mạnh bạo cũng khiến cho màng ốm bị rách, gây giữa ốm. Mẹ có tiền sử giữa ốm trước đó. Mẹ bị thiếu dinh dưỡng và vitamin C cũng dễ gây ra giữa ốm. Nếu không thể xác định rõ ràng giữa ốm bao lâu thì sinh, vậy mẹ bầu có thể dựa vào những dấu hiệu nào để biết con yêu sắp chào đời? Dưới đây là những dấu hiệu sớm báo mẹ sắp bước vào ca chuyển dạ. Khi có dấu hiệu sắp sinh, mẹ nên đến bệnh viện sớm để được bác sĩ thăm khám. Án minh họa. Những cơn co thắt giả rác tôn nghích xảy ra khá phổ biến khi mang bầu 3 tháng cuối, nhưng nếu các cơn co thắt xuất hiện từ 6-7 lần trong một giờ thì mẹ nên gọi cho bác sĩ hoặc đến bệnh viện. Đây có thể là dấu hiệu em bé sắp chào đời. Những cơn co thắt ở giai đoạn cuối thai kỳ thường khiến các mẹ chủ quan vì cho rằng đó là cơn đau đẻ giả, nhưng nếu những cơn đau này ngày một mạnh mẽ trong vòng 3 tiếng thì rất có thể mẹ sẽ sắp bước vào ca dược cạn. Ngay từ khi mới mang bầu, lưng của mẹ có thể đã bị ảnh hưởng và sẽ ngày càng đau hơn khi thai nhi phát triển lớn hơn. Tuy nhiên những cơn đau lưng kéo dài trong suốt 2 giờ liền, đau như trước chu kỳ kinh nguyệt thì đó cũng là một trong những dấu hiệu chuyển dạ sớm. Một dấu hiệu sớm báo mẹ sắp sinh con nữa là cảm nhận áp lực nặng nề ở vùng chậu. Nguyên nhân là do lúc này thai nhi đã tụt hẳn xuống dưới khu vực vùng chậu của người mẹ để dễ dàng chào đời.